Hot đi chim, hot cho cuộc đời này vui hơn nào. Hot đi chim, hot cho cuộc đời bà vui hơn. Chưa biết hot hả? Ôi trời ơi. Này bà bảo này, cuộc đời của bà nhá, bây giờ là chỉ có chút vật thôi. Đấy, có những cái chú chim thế này này, bà mới thấy cuộc đời của bà tươi đẹp nhá. Ấy thế mà ông của bà nó chút ngày ghen là ghen. Người gì đâu mà tôi ghen, ghen vớ vẩn nhỉ. Đây, chim của bà, ôi giời ơi, sao lông nó mướt thế không biết. Ôi giời. Này hay. Bà bảo đây, ông của bà mà bây giờ mà còn ghen vớ vẩn nữa, bà dứt khoát là bà sẽ cắt đứt quan hệ luôn. Nhảy, bây giờ bà sống với các cháu thôi nhảy. Ôi trời ơi, giời. Suốt ngày ghen. Trời. Ở cháu hả? Dạ, cháu chào nội buổi sáng ạ. Ôi sao mà buồn thế hả con? Sao thế? Ôi cháu biết rồi. Ôi trời ơi, gây lộn phải không? Với thằng Tân phải không? Thôi này, đây này, dạ. Thấy không? Thấy chim mới của bà chưa? Đấy, lòng nó mướt chưa? Đấy, nói chuyện với nó vài câu nào. Ôi, thương đi nào. Ôi. Thôi nhìn trong cái mặt của cháu cho mà khổ quá. Thôi có chuyện gì nói nghe xem. Hai đứa có chuyện gì? Chán, cháu chán quá bà ơi. Anh Tân, anh Ý. Thôi biết rồi, hai đứa chia tay à? Gì có? Thế sao buồn? Tại anh Tân đi. Sao? Anh ý. Sao hả cháu? Anh ý cứ làm sao hết à? Sao là sao? Thế bây giờ bà tưởng tượng nhá, cháu ấy một ngày nha, cháu không gặp anh ý này, cháu không thèm gọi điện này, không thèm nhắn tin này, ừ. Thậm chí cháu còn đi chơi với bạn trai khác nữa, ừ. Thế mà anh ý chả phản ứng gì cả. Anh ý chả ghen, anh ý chả có lo mắng cháu. Anh ý là nói chung là anh ý làm như anh ý không yêu cháu luôn à. Này không phải đâu nhá, không phải thế mà không ghen đâu. Nhiều khi nó ghen nóng lòng ở trong đó cháu ạ. Nhưng cháu phải xem kỹ lại nhá, không phải như thế là hay đâu nhá. Ôi giời ơi, đàn ông con trai á, ghen có nhiều kiểu ghen đấy, như ông của mày đấy. Ghen lồng, ghen lộn với những con chim này nhá. Ôi giời ơi, thà mà ghen lồng, ghen lộn như ông ghen với bà ấy là cháu thấy đã sướng rồi nhá. Ai mà cứ cả dù như cái ông Tân ấy. Đấy, ông Tân ông y như con chim này này đấy, cứ cả dù như thế. Thế đi. Dạ hơi cấm lên ạ. Dạ. Ôi trời ơi. Trời ơi, chướng cái gì mà chướng. Nó không ghen mà bảo chướng à. Ôi trời ơi. Thế nó có chướng mà cho bà xin cái chướng ấy của cháu đi. Này, không nghe người ta nói à. Yêu là khổ, không yêu là lỗ nhá. Thà người ta trên cái cõi đời này người ta chịu khổ chứ không ai chịu lỗ. Khổ là gì? Thấy không? Khổ là được yêu đấy cháu ạ. Đấy, đấy phải nói chướng, phải nói chướng. Tức là được ghen. Được ghen mới là được yêu thì mới là sướng chứ. Như là ông yêu bà thì ông mới ghen như thế. Vứt ngay. Ông của mày là vứt ngay. Ôi dồi ôi, ông của mày là ghen quá. Bà đây không chịu được. Không thích. Không thích đâu. Thế chẳng lẽ bà lại thích như cháu à? Ừ. Úi dồi ôi, bà có biết cái ông Tân này ông như thế nào không? Sao? Hôm nọ nhá, ngay trước mặt ông ấy cháu gọi điện cho à ơi với một thằng. Cháu à ơi với nó suốt cả, phải nói là 2 tiếng đồng hồ. Thế mà ông ấy không phản ứng gì, vẫn nhìn cháu cười vui vẻ. Đấy, xong rồi hôm sau ông ấy rủ cháu đi xem phim. Cháu bảo là em bận rồi, em không đi xem phim với anh được đâu. Em phải đi xem phim với cái thằng bạn trai cũ của em. Em mới gặp lại nó mới đây cho nên là bây giờ em muốn đi chơi với nó. Đấy, thế mà ông ấy còn bảo ừ, thế thì em đi ra chơi vui vẻ nhá. Xem phim có hay hay không thì về kể cho anh nghe nhá. Đấy, mà bảo thế mà là yêu à. Yêu gì mà lại chả thèm ghen tuông gì như thế. Ừ. Thế mà không có được ạ. Không lạ nhỉ. Vâng. Cứ phải ghen chứ nhỉ. Đúng. Hay là cái trong người cái thằng này nó đứt mẹ nó cậu dây ghen rồi. Không có biết ghen. Ừ. Tức là không còn yêu cháu nữa đúng không? Không. Yêu vẫn yêu nhưng mà ghen thì không ghen. Không, yêu thì phải ghen chứ. Tức là yêu mà yêu mà ghen là không ghen là thế nào? Vậy thế mới nói. Thế ông bà là ông có yêu bà hay không mà ông lại ghen như thế? Thế ông của mày là quá yêu và quá ghen. Đấy, cháu thèm cái quá yêu đấy. Phải quá yêu như thế cháu mới thích chứ.
cháu là phụ nữ mà. Nhưng mà yêu quá là ghen quá, đâm dân nó sợ, đâm nó chán cháu ạ. Thôi bà sướng quá rồi mà bà không biết hưởng. Bà được ông yêu thế rồi mà bà cứ than vãn suốt thôi. Ôi giời, bà cháu mình nói hay quá hay sao, con chim nó ngủ mẹ nó rồi đi ngay. Khóc như chim. Đây, gọi điện cho cháu này. Bà xem nha, bà xem phản ứng nha. À, alo, nghe này. Ờ, hôm nay á, hôm nay em không có đi shopping với anh được đâu nhá. Em hôm nay em có hẹn với ba bạn trai em mới quen vâng. Ôi trời ơi, xem nhá. Ờ, em có hẹn với ba bạn trai em mới quen ở trên mạng, vâng, bọn em sẽ đi shopping với nhau. Vâng. Bà nghe xem anh ấy nói gì. Đấy, chúc cháu đi vui vẻ đúng không? Đấy, thấy không? Đấy, còn cười thì ngay, ngay. Nó cúp máy rồi. Nó cười xong nó cúp rồi. Cái thằng này nó lạ lùng nhỉ. Ôi giời ơi, lạ kỳ, trên đời này có như người như thế nhỉ. Ôi làng ơi, ôi nước ơi, ôi cháu của tôi ơi. Ôi chim ơi, chim. Ôi chim ơi đừng ngủ nữa. Ôi giời ơi, dậy mà chơi với bà nào. Cái gì vậy? Hả? Trời đất ơi. Bà Lạc này ở đâu à? Ừ, cái lồng này ở đâu à? À cái của cái này nó của bà đừng có nói của tôi nha. À không, con chim này nó thiếu cái lồng, nó thèm lồng cho nên nó thấy lồng mà nó chui vào lồng thế thôi. Trời, thiếu lồng thèm lồng chui vào lồng, sao bà không đi ăn cháo lồng luôn đi. Trời đất ơi, lạ ha. Bà đó thì bà bỗng dưng thèm lồng, con chim thì bỗng dưng cũng thèm lòng, rồi cái suy ra bà bỗng dưng thèm chim. Nghĩ sao bà dắt con chim mà về đây nữa vậy hả? Trời ơi, hết chó hết mèo rồi giờ tới chim nữa hả bà Lạc? Này bảo này, đừng có nói là ghen nữa nha. Ôi dồi ôi, tôi chịu hết nổi ông rồi đấy nha. Bây giờ tôi nuôi chó ông ghen với chó, tôi nuôi mèo ông ghen với mèo. Nói chung là tôi nuôi chúc vật thì ông ghen với chúc vật. Ông nhìn kỹ cái con người ông đi. Ông Hoang ơi là ông Hoang. Ôi dồi ôi, nhìn bà Lạc cái này, hai vợ chồng mình là Hoang Lạc mà sao có chết là Hoang Lạc nhỉ? Sao mỗi người một đường một hướng thì nhỉ? Hai vợ chồng tên Hoang Lạc mà sao nói sáp vô gây lộn, sáp vô là gây lộn. Thế ông nhìn lại ông đi, ông phải tự tin chứ. Chứ có chút vật mà cũng ghen với nó là sao? Ông ấy làm sao mà ông đi ghen với thú? Trong mắt tôi là ông đẹp hơn thú. Bà nghĩ sao giờ bữa nay rồi bà so sánh chồng bà với thú nữa là sao? Không phải à, tôi thấy bà lộn ngon nha. Ngon cái gì, chút ngày ghen với chút vật nó biết cái gì đâu. Đấy, bây giờ nó ngủ đây này. Tôi là tôi yêu chút vật, tôi yêu nhất là chim à. Nha. Mà phụ nữ mà không yêu chim thì thôi còn gì là người phụ nữ. Tôi đồng ý bà thích yêu súc vật gì đó là chuyện của bà. Bà lớn tuổi rồi bà có quyền chơi những cái thứ đó. Nhưng mà bà là giống cái, thì bà làm ơn bà cũng lựa những cái con đó là giống cái giùm tôi. Bà nghĩ sao mà chó bà cũng nuôi con đực, mèo bà cũng nuôi con đực, rồi giờ chim bà cũng nuôi con chim đực nữa. Không, chim trắng. Chim mà bà cũng nuôi con chim trắng là sao? Bà muốn chống đối tôi phải không? Nhà này một thằng đực như tôi là được rồi. Ôi giời cao, ôi đất dậy ơi. Ôi ông Hoang ơi, ôi giời ơi. Bây giờ nuôi những cái chúc vật mà nuôi cái con cái nhá, nó đẻ quá trời nhiều làm sao mà nuôi. Bây giờ nuôi những cái con đực đi. Tôi là giống cái cho nên tôi đực nhá, tôi yêu đực. Trời ơi. Đực, ông là người, còn những cái này đực là chúc vật, phải yêu nó thôi. Nhiều khi tôi cũng... tôi ở với bà mà tôi được nghĩ sao hai vợ chồng nằm chung cái giường, tối hai vợ chồng ngủ chung con nhá, tôi yêu được. Trời ơi, được, ông là người, còn những cái này được là chúc quả, phải yêu nó thôi. Nhiều khi tôi cũng tôi ở với bà mà tôi được nghĩ sao hai vợ chồng nằm chung cái giường, tối hai vợ chồng ngủ chung con chó, bà nằm chính giữa rồi tôi làm sao? Cái này nói lại cho kỹ nha, tôi không có mang nó vào nha, tự dưng nó nhảy lên thì nó nằm thế thôi. Mà ai mà nỡ xua đuổi nó đi. Tôi cũng nói chuyện với bà, nói chuyện với bà mệt quá. Nói bao nhiêu lần rồi ha? Nói từ con chó con mèo đến giờ nói tới con chim. Bây giờ là không có nói nhiều nữa, không có nói nữa, mà tôi hành động cho bà coi. Hành động gì? Bữa nay tôi thích thôi con chim của bà. Cái gì? Trời, bà muốn cái gì? Ông phải giả chim cho tôi. Trời ơi, cuộc đời tôi mà không có chim thì làm sao tôi sống nổi ông ơi. Bà biết rồi, cái cuộc đời bà không có chim, bà có con khác. Trời ơi, con gì? Con chó cũng ghen, con mèo cũng ghen. Bây giờ tôi nuôi con gì? Chẳng nhẽ tôi nuôi con sâu à? Bà muốn nuôi con gì kệ bà nha. Bà nín. Ôi trời ơi, trời cao đất trời ơi, móc súng ra
con đi bà coi, bà mua đứa con về tôi bắn con nó liền cho bà coi. Trời ơi, mày giỡn với tôi hả? Hồi xưa tôi làm cảnh sát nha, tôi bắn bà đó. Thì thôi bây giờ ông bắn tôi luôn đi, cho tôi chết đi, sống làm gì mà không có chim làm cho tôi sống. Thật là tôi muốn bắn bà bây giờ, bà tin không? Bắn đi, ông bắn đi, ông bắn đi, nhờ ông bắn thôi. Cái này súng nước của gần cu tủ nó chơi, tôi thấy tôi bỏ túi. Nhưng mà cây súng này bắn bà ông chết, nhưng mà bắn chết con chim của bà tin không? Bà tin không? Tôi lại bỏ cái tay ra, bỏ cái tay ra. Ông ơi, chim mà ông bắn nó ướt lông hết làm sao mà nó sống được? Ôi ôi, bây giờ tôi không có bắn nó được chưa? Tôi đem ra chùa tôi phóng sanh được chưa? Trời ơi, mà tôi không có muốn thấy con chim mày trong nhà nữa, hiểu không? Này, giả lại cho tôi. Có giả giả cái gì? Giả là sao đấy? Này, ông mà phóng sanh con chim đấy là tôi không lý thân đấy. Xuống. Cái bình nước đấy là của tôi đó. Thế bây giờ bà muốn làm sao? Ở trong nhà này giờ có một bình trà hả? Mà bây giờ bà ngăn đâu ra vậy? Tôi một bên, bà ăn bên. Thì cái bình trà này bà cũng phải cho tôi uống với chứ. Ly thân là phải như thế. Sao? Tôi đã nói rồi, mang chim của tôi phóng sanh thì tôi ly thân, nặng hơn là ly dị. Trời ơi, tôi nói thiệt với bà, bây giờ bà ly dị tôi cũng sợ, đừng nói chi ly thân. Bà vừa phải thôi chứ. Tối ngày chó mèo, chó mèo. Có khi nào mà nói chồng 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 không? Muốn ly thân thì ly thân, tôi đâu có sợ bà. Bà ly thân tức là tôi ở bên, bà ở bên đó hả? Cái sự ngăn cách là biết rồi. Trời ơi, ngăn cách gì hả? Phòng khách đã ngăn cách như thế này thì phòng ngủ nó càng cách ngăn. Trời ơi, sao mà tôi ngu vậy trời? Tôi già đầu rồi còn dại, có cháu ngoại rồi còn ngu làm sao? Bây giờ ngăn cách gì rồi bà mua chó mèo về bà nuôi, bà lấy con này con kia vô phòng, rồi bây giờ ngăn cách ra tôi một phòng, bà một phòng, rồi có bữa bà dẫn tay về làm sao tôi biết? Này, ý đồ bà hả? Không, rõ quá rồi ha. Nói cho cẩn thận nha, nha. Anh có thể anh nhầm chứ mà nói không được nói nhầm nha. Ôi giời, trời cao đất dày ơi, từng tuổi này mà trai nào mà dắt vào. Chứ tại sao mà tự nhiên mà đòi ly thân, mà đòi ở riêng? Trả con chim cho tôi. Không. Không thì đi ly dị. Ly thân, ly dị gì vậy? Bà ngon rồi, bà viết đơn đi, tôi ký cho bà coi. Tí nữa tôi ra ngoài cái tôi mua những 10 con chim, 2 con chó, 4 con mèo, cộng thêm 1 con dê. Gì, bà nói gì? Về suốt ngày tôi cứ định nghe. Má ơi, bà nghĩ sao mà chim chó mèo tôi chịu không nổi rồi, bây giờ bà còn nuôi dê nữa hả? Chứ nhà này nó sẽ trở thành là cái vườn thú. Thôi, nhà chim hót lý lo. Xong rồi chó sủa gâu gâu, mèo gọi meo meo, rồi dê nó kiểu nghe thì ôi dồi ôi, thích quá thì ôi dồi ôi. Này, ngăn cách rồi nhá, tôi muốn làm gì đó mặc bố tôi nha. Ngăn cách gì không có được. Bà muốn vậy thôi, bà vô sở thú bà ở đi. Không, sở thú là bình thường. Ở trong nhà mình mà lại thành cái sở thú nó mới thú. Tôi thấy là bà thú lắm rồi đó nha. Mẹ, nghĩ sao mà con đàn cháu đóng rồi, giờ mà ly thân như vậy, rồi con cháu nó vô nó dòm vô trong mặt tôi rồi nó nói sao? Mẹ, nó ghen quá thì nó cứ đi sợ thôi. Tôi ghen là bởi vì tôi yêu bà rồi tôi mới ghen. Nhưng mà ông phải tự tin vào cái con người của ông chứ. Tôi đã bảo với ông rồi, người không được ghen với thú. Ông là hơn con thú, trong mắt tôi ông đẹp hơn con thú. Trong mắt tôi yêu ông hơn là con thú. Nhưng mà tình yêu của chồng, tình yêu của người nó khác với tình yêu của thú. Ôi ơi, làm sao so sánh như thế được? Hồi nãy giờ bà cứ tôi một tôi rồi hai thú, một tôi hai thú vậy là sao? Ý bà so sánh tôi với thú ngang nhau đó hả? Bà đừng quá đáng nghe. Thế nên bà không ngang nhau, ông phải hơn nó, nhưng mà tự dưng ông tự làm trong là ngang nó thôi. Tôi muốn nói chuyện với bà nữa. Bây giờ cho tôi uống nước không? Không cho, cứ để đấy. Ôi là ngọt quá. Thơm ngon rồi, thôi uống một mình luôn đi. À, dĩ nhiên một mình rồi, cái này là của tôi nhá. Đây, hai cái ly của ông đây, uống gì uống đi đấy. Để đưa hai ly không mà ông đưa bình trà rồi uống gì? Cái bản sát không? Cái bình bà mua mà, bà muốn làm gì mà làm cả ha. Cả chim cho tôi thì tôi chọn uống. Đấy, không thì không cho đến mẹ. Tôi là chết khác, không có trả con chim cho bà. Mẹ, ông bà Quan Lạc ơi,
Ông bà Quan Lạc ơi, có nhà ông bà Quan Lạc ơi. Đây vào đây cháu ạ. Có, vô đây nha con. Dạ. Ủa? Chào dạ. Cháu. Dạ, con chào bà Lạc. Dạ. Chào ông Hoàng. Ừ. Hoàng. Hai bà Hoàng Lạc nhưng mà chả Hoàng Lạc gì. Cháu sang nhà bà chơi, sang đây. À không 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 không. Cháu vào đây trước là cháu ở đây với ông nha. Vào đây. Ủa, vào đây. Cái gì vậy? Sang nhà của bà nó vui lắm. Ở nhà của ông vui hơn. Sang đây. Đây. Hai ông cháu mình đánh cờ ha. Đây là chia cắt rồi, ngăn cách rồi. Nhưng mà ngăn cách gì nhưng mà cháu ở đây để đâu. Cháu sang đây. Ngồi cháu đây. Mà ở đấy thì cháu lấy cái tính mà coi như là ghen của ông này là coi như là xong. Cháu của bà nên lấy cháu là xong. Sang đây. Ủa là sao không hiểu? Thì cháu ngồi đây đi, cháu sẽ hiểu. Đấy. Gì vậy? Thì chuyện gì vậy? Chuyện gì nữa đi hỏi bà biết kìa. Lý thân rồi, nói chung là bây giờ ghen quá cháu ạ. Nói chung vật bà nuôi cũng ghen thì coi như là sống làm gì với con người ghen như thế đúng không? Chứ cháu nghe cái gì cháu cũng phải nghe hai bên, đừng có nghe phiến diện một thứ. Đây để anh nói cho cháu nghe. Cái sự ngăn cách không được. Cách ngăn cách cái gì? Đây nè, cháu nghe cái gì là cháu cũng phải nghe hai bên. Cháu nghĩ làm sao mà tối ngày bà cứ ôm chó, ôm mèo, ôm chim, rồi bữa nay bà tính ôm dê nữa. Có bữa nào mà bà ôm ông đâu. Vậy rồi không ghen sao được hả? Cháu ạ, bây giờ sống với nhau là như cả đời rồi, ôm ấp như tuổi trẻ như các cháu làm sao được đúng không? Bây giờ có bệnh hoạn gì thì lo cháu được rồi. Bây giờ niềm vui thú của bà là bây giờ là những con thú đấy. Sáng mở mắt ra là nghe chim nó hót, nghe chó nó sủa, nghe mèo nó kêu, mai mốt bà mua dê nghe dê cũng kêu nghe nghe ổn thú mà không chịu được cái ngày ghen nghe, là chưa, nghe chưa nghe chưa. Ủa vậy thì quá ly thân chứ gì đó, quá là ông ghen với bà hả? Tại vì ông yêu ông từng tuổi này rồi, rồi ông sợ rồi mất rồi ông ghen. Trời ơi ông bà ơi, lớn tuổi hết rồi tự nhiên là ghen, tự nhiên nhà chi chắc gì cái ghế này để xong rồi. Cháu để lấy. Thôi mình để lên cho bà đi mẹ ơi, mày nói hồi bà đuổi mày ra khỏi nhà giờ đó, để lên đi. Trời cho vừa lòng bà. Ông bà nghe, ông bà già rồi mà cứ nghe cái kiểu này, cái mốt lần sau tìm được cái hạnh phúc của tuổi già. Mà cái tuổi già thì đâu còn bao lâu nữa đâu đúng không? Thôi bỏ người ra đi. Không, để bây giờ trả chim cho bà đi. Chim của bà bây giờ mất rồi. Ủa vậy ông bắt chim bà để đâu vậy? Chim bà đâu? Thì còn đó, cái con chim đó nó làm ông ứa gan quá, ông đem ông thả rồi. Đấy, cháu nghĩ đi. Cuộc đời bà không có chim làm sao bà sống. Bây giờ ông ấy thoát ly con chim của bà rồi. Trả con chim đấy cho tôi. Tôi nói không. Bà chừng nào mà bỏ hết mấy con nó đi, bà ở với mình tôi thôi. Thôi mà con xin hai bà mà tự nhiên già cả được, ngăn cách vậy mới được đâu. Ta nhìn vô ta cười chết á. Tự nhiên giờ những cái ghế người ta đang ngồi kia tự nhiên tôi... Cháu để lên. Ai cho phép ở? Để lên cho bà đi. Bao giờ bà mới trả chim cho bà? Thì bà hết cái sự ngăn cách này á. Tôi không trả đó. Để tôi coi chừng nào bà hết sự ngăn cách nha. Tôi không trả là bà làm gì tôi. Cháu xem đấy, già hai thứ tóc của bà hết cả đầu rồi nha. Bây giờ nếu mà ông ấy không có ghen vớ vẩn như thế, nói thật với cháu, bà sẽ yêu ông ấy đến là răng rung đầu rụng. Bây giờ trời ơi, răng thì rung mà đầu chưa rụng thì bây giờ khóc. Bà phải không? Bây giờ bà muốn ly dị phải không? Được rồi, bà viết đơn đi, tôi ký cho bà coi. Bà đừng có thách tôi. Bà nghĩ sao vậy hả? Cháu sợ cái gì thế mày? Đây cháu. Sợ cháu ở trong phòng cháu nghe nhạc mà cháu không thể nghe được. Ông bà cháu gì mà ồn ào thế hả? Sang nhà bà chơi. À không, cháu ở đây. Có thằng kia nó bên đó rồi thì cháu phải ở đây với ông. Sang nhà bà chơi, chụp ngăn cách rồi, sang nhà bà chơi. Bên đây là nhà của ông, bên kia là nhà của bà. Cháu muốn chơi bên nào? Sao lại có cái bàn này ấy hả? Ừ. Ủa, thì đây thôi. Tự nhiên có cái bàn mình thiết kế kiểu này nhìn cũng hay nhở. Mình được thêm cái không gian ở đây ngồi thêm được mấy người nữa nhìn ông cũng nhở. À, hỏi mày có sang nhà bà chơi không? Hay là mày ngồi đấy? Mày ngồi đấy thì dạ ngồi à. Đấy đi. Dạ đấy. Đúng rồi. Ông bà đùa, ông bà cãi nhau thật á? À? Sao thế hả? Sao thế hả ông? Sao thế hả? Bà nói cái gì? Đi hỏi bà kìa. Ơ, bà ơi, sao bà lại giận ông thế hả bà? Sao thế hả? Thì đây, cái con chim đây, tự dưng rồi đem nó phóng thanh rồi. Ừ. Ly thân thôi, bây giờ không có trả chim cho bà thì ly dị đấy. Trời ơi, ông trả chim cho bà đi. Không có con chim của bà mà ông giữ mãi là cái gì? Rồi bây giờ sao? Trong nhà này người Nam người Bắc á, bây giờ con theo ai mà giờ con cứ bắt hoài vậy hả? À, thì con thấy ai đúng ấy, thì con theo người đấy. Khi nào con thấy ông đúng thì con bà phải nói giọng Nam. Khi nào con thấy bà đúng thì con nói giọng Bắc. Hiểu rồi ha? Thấy bà đúng. Hiểu rồi ha? Đi vô bản chơi. Đi. Đi vô bản chơi. Nhưng mà bên đấy chật rồi ạ. Hả? Xem vô tâm vậy. Nhà ông bà cãi nhau mà em cũng biết nữa. Sao lại không biết?
Anh ấy, anh là người ngoài vào đây ấy, anh mới không biết đấy. Tôi ở đây có cái gì đâu mà tôi không biết. Mày lại bảo ngoài là ngoài sao? Nó là chồng sắp cưới của mày mà bảo nó ngoài là sao? Úi dồi, thôi con không dám không có một ông chồng sắp cưới như thế này đâu nhá. Anh sang đây là cái gì? Tôi qua đây ghê. Tôi ghê. Ghê? Ghê. Anh em. Tôi ghê. Anh ghê nữa. Anh mà không biết ghê nữa. Tôi là người đã phải thú rồi không biết ghê. Sao mọi lần tôi đi xe với tôi anh không ghen được đây là tao ghen. Tại vì tôi ghen chậm. Tắm tôi có biết mà, tôi lúc nãy tôi cũng chậm chạp mà đúng không? Qua cái chuyện của ông bà, cho nên là tôi sực nhớ lại cái chuyện của cô với tôi. Tôi ghen, được không? Bà, con ghen. Đúng rồi, cháu phải ghét mày. Em ơi, vợ yêu dấu ơi, ở với nhau mấy chục năm rồi, sống tình thì cũng phải còn chút nghĩa chứ. Bà nghĩ sao mà bà cắt tình cảm rồi, giờ bà cắt cơm cắt nước của tôi luôn là sao? Giờ có cái bình trà mà bà cũng để bên bà nữa. Thôi nghĩ tình xưa nghĩa cũ, rót cho miếng nước được không? Đó vậy phải dễ thương không? Rồi mặt sắc mày trai dễ sợ không? Ê, rót cho tôi đi. Đó, thật vậy phải dễ thương không? Rồi bà rót nhiêu đây rồi làm gì? Uống không đủ thấm kẽ răng nữa. Trời ơi, sao bà ác gì? Bà ác vừa phải phải hay gì mà bà lạc? Nhắc giọng thôi, già rồi nói ít thêm thấy nhiều tới hơi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ông ơi, bà ơi, cháu sang đây. Cái gì? Sang nhà bà. Bà bị cái gì vậy? Chết cháu rồi. Sao mà chết? Cháu bị trẹo cổ. Cháu hả? Sao vậy? Sang nhà bà. Sang đây cho bà. Ở đây ông lo cho. Bà không có biết gì hết trơn á. Sao vậy đây? Ông cho cháu ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây. Mỏi quá. Sao thế mà nghe nè? Ngồi đàng hoàng rồi, để cái đầu vô đây coi. Vừa luôn nha. Rồi. Sao vậy? Anh Tân, anh ấy bẻ cổ cháu. Trời đất ơi, cái thằng này. Ê, đừng. Bẻ cổ cháu, khốn nạn mày. Thằng này nó chết rồi. Trời ơi, mà cái thằng này nó gan quá gan rồi nghe. Sao mà nó đánh cháu vậy? Tại vì anh ấy ghen cháu. Trời đất ơi, hết nói nổi cái thằng này. Tôi là tôi dạy nó rồi, tôi nó hỏi có ghen có đánh vợ á thì bắt trước như ông nè, đánh tay đánh chân đánh đít thân, đừng có đánh đầu đánh mặt, nghĩ sao mà thì ra là do ông suy nghĩ hẹp gì, tự nhiên bây giờ anh nổi tính nổi nết, anh trở nên hung bạo mà anh yêu cháu nè. Sao ghen? Nói nghe coi, sao ghen? Nếu cháu làm gì mà phải ghen? Cháu với anh ấy đi dạo công viên. Thế là cháu mới nhìn thấy một đóa hoa hướng dương thật đẹp. Cháu mới bảo ôi, hoa hướng dương đẹp thế. Sau rồi cháu nhìn thấy một thảm cỏ xanh mướt. Cháu mới xa xuống, cháu mới ngồi lên bãi cỏ. Rồi sao? Cháu nằm xuống bãi cỏ, tay cháu mân mê lá cỏ. Cháu bảo ôi, cỏ mượt mà thế. Ôi, hoa ôi, cỏ thật là đẹp. Ôi, thật là thiên nhiên tuyệt đẹp. Ôi, em yêu thiên nhiên, em yêu hoa cỏ quá ông ơi. Ôi trời ơi. Thế là anh ấy tự nhiên là anh ấy hung hổ lên. Anh ấy phát điên lên rồi anh ấy lao tới. Anh ấy cầm mặt của cháu này. Anh bảo, cô yêu hoa, cô yêu cỏ à. Rồi ơi, rồi. Thôi, đừng có bẻ nữa. Để ông sức dầu cho sáng cái áo tôi giùm cái coi. Bây giờ ấy, đấy, yêu hoa. Để ông sức dầu cho sáng cái áo tôi giùm cái coi. Bây giờ ấy, đấy, yêu hoa. Anh
nào nó bẻ cổ thế này. Đấy, còn những cái người ấy, tôi và tôi yêu súc vật đấy. Đấy, cũng nghe như thế. Nghe nào nó có khác nghe nào không hả? Bà nói chuyện đâm hơi không à. Đang nói chuyện của thằng chồng sắp cưới con cháu mình, tự nhiên mà lôi tôi vô cuộc làm chi? Nó cũng thế thôi. Bây giờ ghen này là ghen hoa cỏ mà còn bẻ cổ người ta. Còn ông ấy nói mình mốt nó ghen cái con cháu mình mà nó yêu súc vật như tôi thì nó bẻ cái gì nữa đây. Thôi. Bây giờ không có nói nhiều nữa cái chuyện. Cái thằng này nó ghen, nó ghen ngầm mà nó ghen cái kiểu này, nó ghen cái này. Chuyện của tôi với bà bỏ lần ba đi. Nó ghen bạo lực quá. Chồng có ngờ đâu, bình thường cháu tưởng ấy không biết ghen. Hóa ra là ấy có một con ghen ngầm ở trong người mà ấy không lộ ra. Bà bảo rồi, là năm con trai nó ghen nhiều kiểu. Ôi đi tìm nó, bẻ bây giờ, cổ nó. Cháu ở đây tôi với bà đi tìm nó, bẻ cổ nó. Bỏ cái tay tôi ra. Ông khỏi tìm, là con tới rồi nè ông. Đánh nó. Vô đây, đứng ra đi. Dạ. Cậu đứng ra đi. Dạ, cái đầu của bà đây. Dạ, sao vậy? Ở đây là con muốn ông là trừng trị cái tội mà ghen của con đi. Thôi, cậu khỏi nói tôi trừng trị bây giờ. Nhưng mà trước khi trừng trị con, ông cho con ít phút được không? Tính nói gì? Cậu không cần phải nói gì hết. Những lời nói bây giờ của cậu sẽ là bằng chứng trước tòa. Cậu không cần nói gì hết trơn á. Dạ. Bây giờ ông bà là tòa đi. Cho con là tội phạm đi. Con trước khi ông trừng trị con muốn hỏi ông con. Hỏi đi. Bạn gái của con xem hoa rồi con ghen. Con bẻ cổ. Con làm như vậy thì ông kêu con là ghen chớ, ghen dẫn, ghen mù quáng. Chứ còn cái gì nữa? Người ta yêu hoa, yêu cây cỏ, yêu thiên nhiên, đó là cái điều tốt. Cậu nghĩ sao cậu đi bẻ cổ con người ta hả? Vậy chứ còn bà già rồi, tuổi già của bà chỉ có mấy con súc vật, mấy con chim thôi, đùa giỡn với mấy con súc vật. Vậy mà ông cũng ghen. Vậy con hỏi ông, cái kiểu ghen đó có phải là ghen chớ, ghen dẫn, ghen mù quáng hay không ông? Thì cái ôi cháu ơi, chí ý quá, sang nhà bà chơi cháu. Sang đây. Cháu ở đây. Ông thấy sao? Thế ông thấy thế nào? Ông thấy anh bên anh nói thế có đúng không hả? Tự nhiên bữa nay nó có cái chuyện này, cái tôi mới so sánh lại cái chuyện của tôi thì tôi mới thấy tôi bậy. Bậy là ông bậy từ lâu rồi. Nhưng mà nó ghen á, cứ ghen vừa thôi, nó còn cái tình yêu đó là nồng nàn hả? Ghen như ông mà ghen, ôi dồi ghen quá rồi, cái món ăn của ông coi như là nó mặn quá rồi. Thì bữa nay này nó nói tôi mới biết nè, hình như là cái món canh tình yêu của ông nêm hơi mặn tay phải không? Dạ, con cảm giác nó quá mặn rồi. Trời ơi, vậy là phải đổ thôi, chứ ăn cái kiểu này hoài có ngày cao máu chết. Trời ơi, không cần phải đổ mà. Cháu qua đây, cháu qua đây, cháu qua đây. Sao? Bây giờ hai cháu làm ơn tư vấn giùm ông coi. Bây giờ cái canh tình yêu của ông, bây giờ ông nêm nó mặn quá rồi. Bây giờ đổ đi chứ là biết làm sao, bà giận mấy bữa nay đó. Cái đổ đi có nghĩa là cái gì đấy các cháu ạ? Không bà, ai nói đổ cho bà. Không phải đổ gì cả, ông nêm nếm lại là được rồi, đúng dạ, không? Bây giờ làm sao? Nói chung là bây giờ theo tụi con nghĩ là coi như là làm lại từ đầu đi. Cái này phải xây lại, xé tan cái bức màn đó đi. Cái bức màn ngay cắt. Trước khi mà mình làm lại từ đầu cho ông bà thì anh làm lại cho em nhé. Là làm gì mà? Làm gì? Ở đây đi mà bác sĩ mà làm mà bẻ như thế nó gãy cổ đấy con ạ. Dạ không có. Thôi, trời ơi, cậu tính làm gì? Cậu tính bẻ gãy lặt liền là không? Không sao, yên tâm đi. Là bình thường trở lại rồi đó. Làm sao? Ủa làm sao bà? Vậy là sao? Ủa bà vậy làm sao? Ra là thế này. Thật ra là cháu chả bị gì hết á. Cái này là cháu với anh Tân ấy hợp mưu với nhau để mà bày lên cái vở kịch này để mà cháu cho ông thấy cái sự ghen tuông của ông nó rất là vô lý. Dạ. Làm khổ bà của cháu. Thấy chưa? Cháu có bị cái gì đâu. Nhục chưa? Thôi trước mặt mấy đứa nhỏ thì tôi cũng biết tôi sai rồi. Bây giờ ông hứa ông thề đi. Thôi rồi. Ông phải mua cho tôi những 10 con chim, 2 con chó, 4 con mèo và 1 con dê. Nhiều vậy hả? Rồi thôi kệ, chiều bà luôn. Bà thích nuôi con gì cũng được, miễn trong lòng bà có tôi là được rồi. Phải không? Ông là nguyên con trong lòng tôi.